Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Ly nhé. Cái bộ móng chân này thì bạn khách nhà mình bạn ấy đã chơi được gần 1 tháng rồi, và ngày hôm nay thì bạn ấy muốn là feel lại cái bộ móng này. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách feel móng chân này, feel bột trên móng chân và cái cách gắn đá khối trên cái nền sơn tre màu nhé. Và sau đây thì xin mời mọi người theo dõi video của Ly nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cậy đi cái phần đá gắn ở trên móng nha mọi người. Để cậy cái phần đá này thì mọi người có thể dùng cái cây kìm đã cùn này, hoặc là mọi người có thể dùng cái cây kìm mà chuyên dụng để mình cậy đá lên ấy. Thì mình sẽ cậy sạch đi cái phần đá gắn trên móng nha. Mài mịn hết móng nhé. Tại vì là mình sẽ chỉ cần sử dụng cái đầu mài mịn thôi, chứ mọi người đừng sử dụng đầu mài phá. Đầu mài phá thì sẽ khiến là cái lớp bột của mình ý, nó sẽ tạo thành những cái gờ, cái khớp ở trên cái nền bột. Nên mọi người lưu ý nhé, mình sẽ để nằm cái đầu mài ra, mình để nằm cái mũi mài ra để mình sẽ mài để toàn bộ cái bề mặt móng, làm sao cho cái phần chân móng ấy nó sẽ sát được xuống cái phần móng thật nha mọi người. Mọi người mài mỏng đi cái phần bột, mỏng cái phần bột xuống nhé, để lát nữa khi mà chúng ta đắp cái lớp bột tiếp theo lên thì nó sẽ không bị quá là dày nha mọi người. Và khi mài cái phần này thì mọi người cũng nhớ là mình sẽ mài kỹ cả cái phần chân móng luôn nhé. Vì là bạn khách thì mình bạn nên muốn là rũ ngắn chiếc móng đi một chút, nên là mình sẽ sử dụng cây rũa 80 cho mọi người có cái độ sần nhiều này, thì mình rũa sẽ được nhanh hơn. Khi mọi người giảm đi cái chiều dài của móng bột hoặc là treo ấy, thì mọi người nên sử dụng rũa, cho mọi người đừng sử dụng kìm để bấm nhé. Tại vì là treo hoặc bột thì nó khá là giòn, và khi mà chúng ta sử dụng kìm để bấm thì nó sẽ rất là dễ, sẽ khiến là bị vỡ đi cái phần bột hay là phần treo của mình. Nên là mọi người lưu ý nhé, mình sẽ sử dụng rũa để rũ ngắn đi cái phần đầu móng nhé. Rũa móng và nhất là rũa ở những cái phần móng bột phiêu lại như thế này thì vừa rũa thì mình sẽ vừa ấn cái móng xuống như mọi người, để mình rũa thì sẽ không bị đau cái phần móng của khách nhá. Rũa cái phần này thì mọi người cũng sẽ chỉnh cái form móng luôn nhé, chỉnh cái form móng luôn thì
làm sao để cho cái móng của mình, như cái móng nào lay kích thì mình cũng sẽ rũa để cho nó thẳng luôn, và mình sẽ chỉnh theo cái chiều của cái xương ngón chân nha mọi người. Ví dụ như chân bạn khách của mình ngày hôm nay thì bạn ấy cũng có khá là nhiều ngón chân nó bị lay kích, nên là mình sẽ chỉnh để theo cái form móng của cái ngón chân thẳng nhất nha mọi người. Và rũ ở phần này thì mọi người cũng nhớ là mình sẽ rũ ở hai bên cạnh móng nữa nhé, để cho cái móng của mình nó sẽ được ôm lại và nhỏ lại, để lát nữa khi mà chúng ta đắp bột xong thì mình sẽ không cần mất nhiều thời gian để mình mài rũa nhé. Sau khi mà mình đã mài rũa xong rồi thì mình sẽ sử dụng một cái mình sẽ thay cái máy mài, thay cái đầu mài mịn lúc nãy bằng cái đầu mài khóe da nhé, để mình sẽ mài lại cái phần viền da của khách này. Mà cái phần viền da này thì sẽ giúp là đẩy được cái phần da thừa, da chết bám ở trên cái bề mặt móng ấy, thì mình đẩy như vậy thì sẽ sạch được cái lớp da đó và mình đắp bột, cái lớp bột của mình sẽ được tròn chân hơn. Sau cái bước mài khóe da thì mình sẽ thay bằng cái đầu mài nhám nha mọi người, để mình sẽ nhám lại cái phần móng thật mọc dài ra ấy, và mình sẽ đẩy cái phần da một lần nữa để cho cái lớp da chết, da thừa ở trên bề mặt móng ấy, nó sẽ được sạch hơn, và lát nữa khi chúng ta đắp bột thì lớp bột của mình sẽ được bền hơn nhé. Mọi người lưu ý là mình sẽ chỉ cần mài lên cái phần móng thật mọc dài thôi nha mọi người. Mài rũa xong thì mọi người nhớ là mình sẽ phủi sạch cái lớp bụi bám ở trên bề mặt móng nhé. Rồi mình sẽ tiến hành đắp bột này. Trước khi đắp bột thì mọi người đừng quên là mình sẽ sử dụng cái nước liên kết bột nhé. Và nước liên kết bột ở phần này thì mọi người cũng chỉ cần đi lên cái phần móng thật thôi ạ. Còn cái phần bột thì nó sẽ liên kết với nhau, nên là mình sẽ không cần phải đi cái phần liên kết lên trên cái lớp bột đâu nhé. Và với cái bộ móng chân ngày hôm nay thì lát nữa mình sẽ sơn treo màu ấy, nên là mình sẽ fill bằng bột clear nha mọi người. Mình sẽ đắp bột clear từ cái phần chân móng nhé, cái phần móng mọc dài lên ấy. Còn nếu như mà khi mà chúng ta fill bột mà mình vẫn để nguyên cái màu bột cũ thì mọi người sẽ sử dụng luôn cái màu bột ở phần chân móng ấy, thì mình sẽ đắp luôn cái phần bột màu đó nhé. Còn đây là lát mình sơn treo ấy, nên là mình sẽ đắp bột clear nha mọi người. Khi là móng chân thì mọc dài lên cũng khá là ít ý, nên là cái độ dài nó cũng không có nhiều, nên là mình sẽ sử dụng một cái cục bột vừa phải thôi nha mọi người, nhỏ thôi, để mình sẽ chỉ cần fill lên cái phần móng mọc dài ra và đến nửa cái móng thật thôi, cái móng bột thôi, chứ mọi người không nên đắp quá nhiều nhé. Nếu như đắp quá nhiều lên cái phần bột thì sẽ khiến là cái lớp bột của mình bị dày ý, tại vì ở trên đầu móng thì lúc đấy cái lớp bột của mình mài đi thì nó cũng đã khá là dày rồi, nên là mọi người lưu ý nhé. Fill móng bột thì mình sẽ chỉnh cái độ dày cho móng luôn này, và hầu như là khi mà chúng ta fill lại bột thì mình sẽ chỉ cần đắp bột 1/2 móng thôi, tức là mình sẽ đắp từ cái phần chân móng đổ lên trên cái phần giữa móng thôi nhé. Và mọi người cũng lưu ý là mình sẽ đẩy sát cái lớp bột của mình vào trên cái phần viền da nhé, đẩy sát vào cái phần viền da. Thì khi mà chúng ta đẩy sát vào như vậy thì có những cái phần bột nào mà nó bị trơm lên trên phần viền da ấy, thì tranh thủ khi mà lớp bột của mình chưa khô thì mọi người sẽ sử dụng luôn cây cọ của mình để mình sẽ đi lại cái đường chân móng nhé. Làm sao để cái lớp bột của mình ở trên phần chân móng nó sẽ được tròn chân và nó sẽ không bị trơm quá nhiều lên trên phần viền da nha mọi người. Sau khi mà mình đã đắp bột xong cả hai bên bàn chân rồi thì mình quay lại cái bên bàn chân đầu tiên mình đắp thì lớp bột đã được khô rồi, nên là mình sẽ tiến hành rũa cái form móng nhé. Rũa form móng đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cây rũa này, và vẫn là cây rũa 80 lúc nãy nha mọi người. Mình sẽ rũa lại cái đầu móng và rũa ở hai bên cạnh móng nhé. Mọi người đẩy từ cái phần gầm móng đi lên này, mình đẩy từ phần gầm móng đi lên, và khi mà đi vào trong cái phần chân móng ấy, cái phần hai bên cạnh móng của chỗ móng thật ấy, thì chúng ta sẽ để thẳng cái rũa ra nhé. Đầu tiên thì khi mà mình rũa ở cái phần gầm móng thì mình sẽ để nằm cây rũa ra để mình sẽ đi được sạch những cái lớp bột nào mà bị tràn sang hai bên phần viền da ấy, và càng đi vào bên trong thì mình sẽ để thẳng cái cây rũa ra để cho mình sẽ rũa được cái xếp móng của mình được thẳng hơn nha mọi người. Sau khi mà mình đã rũa xong ở hai bên cạnh móng rồi thì mình sẽ sử dụng máy mài này và cái đầu mài mịn để mình sẽ mài trên bề mặt móng nha mọi người. Mài trên bề mặt móng này thì chủ yếu là mình sẽ mài cái phần chân móng nhé, để cho cái phần chân móng của mình nó được tròn chân và đảm bảo là cái lớp bột của mình nó sẽ nằm gọn trong bề mặt móng thôi nha mọi người. Và chúng ta mài ở cái phần này, ở phần chân móng ấy, thì mình sẽ đẩy sát vào phần viền da nhé. Mình đẩy sát vào cái phần viền da để cho cái lớp bột của mình nó sẽ được tròn chân hơn.
vì là phi bột cho mọi người, phi bột nên là mình không đắp quá là dày bột đâu, mình sẽ chỉ đắp cái phần chân móng thôi, nên là ở cái phần này thì mọi người không cần thiết là phải để cái máy mài công suất lớn đâu nhé. Phần đầu móng mình không cần phải mài quá nhiều và mình sẽ chủ yếu là mài phần chân móng thôi nhé. Mọi người sẽ để nằm cái máy mài ra nhé, để nằm cái máy mài này và nằm cái đầu mài ra để toàn bộ cái phần đầu mài ấy, nó sẽ mài được hết toàn bộ cái phần chân móng của mình. Thì như vậy cái phần chân móng của mọi người sẽ được nằm sát xuống so với cái móng thật nhé. Đảm bảo là cái phần chân móng của mình thì nó sẽ không tạo thành một cái khớp móng như mọi người. Nếu như cái chân móng của mọi người mà tạo thành cái khớp móng ấy, thì sau khi mà chúng ta mài xong và lát nữa khi mà mình sơn treo ấy, thì lớp treo của mọi người sau khi sơn lên thì nhìn rất là dày nhé. Nên là mọi người lưu ý nhé, cái cách cầm máy mài là cái cách mài rất là quan trọng trong quá trình mài form nhé. Và sau khi mà mình đã mài xong cái phần mài máy rồi thì mình sẽ sử dụng cái puffer mịn nha mọi người. Mình sẽ trà mịn toàn bộ bề mặt móng này để cho lát nữa khi mà mình sơn treo thì cái lớp treo của mọi người sẽ được mướt hơn. Và cuối cùng ở cái phần mài rũa thì mình sẽ sử dụng cái rũa 150 là cái rũa mịn nha mọi người, để mình sẽ rũa lại cái phần hai bên cạnh móng này. Rũa phần này thì mình sẽ chỉ cần chỉnh nét cái cạnh móng thôi nha mọi người, chỉnh nét cạnh móng thôi chứ mọi người không cần thiết là phải đi cái rũa sần hoặc là mình đi những đồ rũa quá là mạnh đâu. Sau khi mà mài rũa xong thì mọi người sẽ cho khách đi rửa chân nhé, để được sạch cái lớp bụi bám trên bề mặt móng nha mọi người. Trước khi sơn treo màu thì mình sẽ sơn một cái lớp liên kết treo mỏng trên bề mặt móng nhé. Thực ra thì không cần thiết là phải sơn cái lớp liên kết này đâu, nhưng mình muốn là cái lớp sơn của mình được mướt hơn ấy, thì mình sẽ sơn một lớp liên kết treo mỏng nhé. Và chúng ta khi mà sơn cái phần liên kết này thì mọi người cố gắng là mình sẽ sơn tròn chân nhé, sơn tròn chân và đảm bảo là không có cái phần liên kết nào mình sơn bị tròn ra bên ngoài cái phần viền da nha mọi người. Tại vì khi mà chúng ta sơn cái phần liên kết này bị tròn ra ngoài ấy, thì khi mà mình sơn treo màu lên thì cái lớp treo màu của mình ấy, nó sẽ đi theo cái phần liên kết đó, nên là mọi người lưu ý nhé, mọi người căn chỉnh cái cọ làm sao thật là chuẩn để đảm bảo là cái phần liên kết của mình ấy, nó sẽ nằm gọn trong bề mặt móng nhé. Phần liên kết này thì sau khi mà sơn xong thì mình sẽ cho vào hơn đèn 90 giây nhé, rồi mình sẽ đến phần sơn treo màu nha mọi người. Ngày hôm nay với bộ nail này thì mình sẽ sơn một màu tím nhé, một màu tím nhạt lên trên móng này. Màu tím này thì cũng khá là loãng nên là mình sẽ sơn thành 3 lớp sơn nha mọi người. Và trong khi sơn thì mọi người cố gắng nhé, mình sẽ sơn tròn chân này và cái phần chân móng của mình thì mọi người sơn mỏng thôi, mọi người đừng đẩy cái phần sơn lên về phần chân móng quá là nhiều nhé. Mỗi lớp sơn treo màu mọi người sơn thì mình sơn mỏng thôi, mọi người không cần thiết phải sơn quá là dày đâu ạ. Mọi người có thể sơn 2 nước hay là 3 nước, làm sao tùy theo cái phần sơn của mình ý, cái chất liệu sơn của mình loãng hay đặc như thế nào thì mình sẽ điều chỉnh cho cái lớp sơn của mình. Nhưng quan trọng là mỗi lần một lần sơn ý, thì mọi người sơn mỏng thôi nhé. Và mỗi một lớp sơn sau khi mà sơn xong thì mọi người sẽ cho vào hơ đèn 99 giây nhé, để không mất thêm nhiều thời gian của mọi người. Thì xin phép mọi người mình sẽ cắt đi cái phần sơn treo màu nhé, để mình sẽ đến phần gắn đá luôn. Gắn đá thì khi mà chúng ta gắn đá ở trên cái nền sơn treo ấy, thì mình sẽ sử dụng tốp treo chuyên dụng để gắn đá nhé. Mình sẽ sơn một cái lớp sơn tốp treo để mình sẽ sơn lên trên bên mặt móng. Sơn tốp này thì mọi người sẽ sơn mỏng thôi nhé, nhưng móng nào mà gắn đá thì mọi người sẽ sử dụng tốp treo chuyên dụng để gắn đá. Và còn những cái phần móng nào mà mình để trơn ấy, thì mình sẽ sử dụng tốp treo loại thường nha mọi người. Phần tốp này thì sau khi mà chúng ta sơn xong thì mọi người sẽ cho vào hơ đèn 120 giây nha mọi người, để đảm bảo là cái phần sơn của mọi người sẽ được khô nhé. Khi gắn đá thì trên cái bề mặt bóng ấy thì lớp keo rất là lâu khô và cái phần keo nó sẽ không bám chắc được xuống móng, nên là trước khi mà mọi người gắn đá thì mình sẽ sử dụng cây rũa hoặc là cái puffer sần để mình sẽ trà sần qua cái bề mặt bóng.
chúng mình chỉ cần chà qua, nhưng mọi người không nên chà quá là sâu thì sẽ xuống đến cái phần sơn của mình đấy. Mình chỉ cần chà qua các bề mặt bóng thôi ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng đá khối để mình sẽ trang trí lên cái bộ nail này nhé. Và đá khối đầu tiên thì mình sẽ sử dụng bột cái lia và cái cây cọ đắc hoa của mình ấy. Thì mình sẽ gắn cố định cái viên đá khối bằng bột cái lia nhé. Bột cái lia thì sẽ khô nhanh hơn keo này, và nó cũng sẽ giúp là cố định cho mình được cái viên đá khối được chắc hơn ấy. Nên là mình sẽ sử dụng bột cái lia để mình sẽ gắn đá khối, và mình sẽ đi cái phần bột cái lia lên những cái phần khe hở của viên đá nhé, để làm sao để cái đá của mình thì nó sẽ không bị mắc hay là vướng vào đâu nha mọi người. Sau khi mà mình đã li xong cái phần đá khối rồi này, bao quanh cái bột cái lia ở xung quanh cái phần đá khối rồi, thì mình sẽ gắn những cái viên đá chân bằng nha mọi người. Đối với những cái phần nào mà nó bị rỗng quá là nhiều và mình muốn là cái viên đá chân bằng của mình ấy nó được cao lên một chút, thì mọi người cứ bổ sung thêm bột cái lia vào chỗ đó nhé. Và riêng đối với những cái viên đá chân bằng ấy thì mình sẽ sử dụng keo mix bond để gắn nha mọi người. Mọi người khi mà gắn đá thì cứ gắn đến đâu thì mình sẽ tra keo đến đó nhé, đảm bảo là cái phần keo của mình thì nó sẽ không bị nhanh khô. Và keo này thì mọi người lưu ý là mình sẽ lấy keo vừa đủ thôi, để cho gắn vừa đủ cái phần chân đá của mình xuống thôi, chứ nếu như mọi người mà lấy keo quá là nhiều ấy thì cái lớp keo của mình nó sẽ bị tràn lên trên cái bề mặt đá, thì sẽ làm giảm đi cái độ sáng của viên đá nhé. Sau khi mà mình đã gắn đá xong và đảm bảo là cái lớp keo của mình đã được khô hoàn toàn rồi thì mình sẽ sử dụng top treo nhé mọi người. Thì mình sẽ sơn lại lên trên bề mặt móng này. Phần top này thì mọi người lưu ý là mình sẽ không đi lên trên bề mặt đá nhé, mình chỉ đi vào cái phần chân đá thôi, để cho cái lớp bóng treo, top treo này nó sẽ khóa được cho mình cái phần chân đá. Chứ nếu như mọi người mà phủ lên trên cái phần chân đá thì nó thứ nhất là nó lớp bóng nó sẽ không bền, tại vì là bóng nó sẽ không bám được vào đá đâu ạ. Và cái thứ hai là lớp bóng phủ lên trên cái bề mặt đá thì nó sẽ làm giảm đi cái độ sáng của viên đá nhé. Nên là mọi người lưu ý nhé, mình sẽ chỉ sơn bóng treo lên trên những cái phần trống thôi. Phần top treo này thì sau khi mà sơn xong thì mọi người sẽ cho vào hơ đèn 99 đến 120 giây nhé. Cuối cùng thì khi mà lớp top treo của mình đã được khô hoàn toàn rồi thì mình sẽ sử dụng cái chai sơn dưỡng tinh dầu nha mọi người, để mình sẽ dưỡng lại cái phần viền da cho khách. Thì cái phần dưỡng tinh dầu này thì nó sẽ làm tăng độ ẩm cho cái phần viền da nha mọi người. Và mình chỉ dưỡng khi mà đảm bảo là cái phần bóng treo của mình đã được khô nhé. Và mình đã hoàn thành xong bộ nail móng chân, phi bột và gắn đá khối của ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Ly nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm vào hình cái chuông ấy, để sẽ không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ về nail nhé. Nếu như yêu thích video này thì mọi người cũng đừng quên là bấm like ủng hộ cho mình nha. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye.